livestream đây rồi nhá các chị yêu. Các chị yêu ơi cứ lên đi nhá. Các chị yêu ơi cứ lên đi, em thay đồ rồi em lên nhá. Em thay đồ cái đã. Mở nhạc thay đồ mọi người ơi cứ lên đi nào, em đang thay đồ đây. Em đang thay đồ rồi em lên đây nhá mấy chị yêu. Em lên YouTube đây. Em lên YouTube đây rồi. Các chị ơi chờ em tí nha. Các chị yêu, chào chị Hoàng Phương nhá, xin chào mọi người. Đấy, em đã trở lại rồi, mọi người ơi hãy theo dõi cái trang mà em ghim bảo bài đấy, trang mua hàng blog của em nhá. Chào chị Nga, chào Nga Ngọc Vũ nhá, lâu mới thấy em à. Chị ơi em bị chặn livestream nhá, em bị chặn livestream chứ có phải là em muốn như vậy đâu, em bị chặn livestream. Em bị chặn livestream chị nhá. Em bị chặn livestream chứ em có mong muốn như thế đâu. Xin chào mọi người, em bị chặn livestream. Bây giờ em đã trở lại rồi nhá các tình yêu. Hãy theo dõi fanpage của em nhá. Em đang like, em đang ghi bài trong fanpage của mọi người lót đó. Mọi người vào trang fanpage của em xem nhá. Trời ơi, vừa rồi em bị khóa livestream đấy chứ. Các chị yêu ạ. Bị khóa livestream mất 15 ngày gì đấy. Em bị khóa livestream mất 15 ngày. Xin chào chị Thủy nha, chị có khỏe không ạ? Những ai đang xem livestream thì hãy chia sẻ lên giúp em nhá. Chào chị Thủy. Trung không có ta em đẹp quá. Trời ơi em cái gì chẳng đẹp. Một số thứ rất là đẹp. Áo. Trời ơi, làm sao cắn cái này? Na na, cắn cái này giúp cái quạt cho cắn cái này. Giúp cái quạt bên trên. Xin chào các tình yêu, em đã trở lại và lợi hại hơn xưa nha mọi người ơi. Đấy, vui như này mà mọi người nhỉ. Xin chào tất cả mọi người, hãy theo dõi cái fanpage Lu Hoàng Đồ Lót của em nhá. Để có cho cái tiện, tiện cái chuyến mà các chị mà nhắn tin thì em không phải chấp nhận tin nhắn chờ nữa nhá. Những chị yêu nào đang xem livestream thì hãy các chị nào đang xem livestream thì hãy comment lên nhá để em tư vấn cho. Em còn ít váy ngủ đây. Các chị nào chốt thì chốt hết đi nhá. Em chỉ còn một ít váy ngủ nữa thôi. Em còn khoảng độ 20 váy nữa là hết nhá. Những chị yêu nào muốn mua váy ngủ Nga Phạm gì ạ? Vâng ạ. Cởi mẹ ra để làm gì? Mẹ tao có gì đâu phải cởi. Nga Phạm Thị Nga. Xin chào các tình yêu nhé.
130k khi các chị chia sẻ công khai trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, đúng không các chị yêu? Siêu quyến rũ luôn này. Đấy, các chị yêu ạ, hôm nay vào 8 đi đã. Em chỉ còn khoảng độ 20 váy nữa là hết nhá các chị ơi. Vâng à, năm mới em xin kính chúc các chị yêu nha, năm mới an khang thịnh vượng. An khang thịnh vượng. Rất là xinh các chị ơi. Hôm nào em cũng bắt đầu like bằng một cái váy này, vì là em rất là thích cái váy này nhá. Mặc nó rất là màu, nó màu hồng cam, nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, màu hồng cam này mặc rất là nhẹ nhàng và rất là xinh. Chào chị Oanh Trần nhá. Xin chào mọi người, chào Bình An, chào Lĩnh Hồng, Trần, mua không? Mua không? Trời ơi, nhìn thấy em ăn mặc như thế này rồi, em mặc như thế này rồi mà các chị vẫn còn bảo thủ, cố tình không mua về, thì đấy là thiệt thòi dành về các chị thôi nhá. Em không có chịu trách nhiệm đâu nha, em không có chịu trách nhiệm đâu nha. Đấy, những chị yêu nào mà thấy gì ạ? Quyến rũ dã man. Đấy, che bụng dã man, lững lờ dã man. Như thế này mà còn không quyết định xuống tiền để mua có một nhiều đâu. Có phải là 1 triệu 3 đâu. Chỉ có 130.000 thôi nhá. Đấy, vừa rẻ vừa đẹp vừa yêu. Trời ơi, đến với em nữ hoàng là chồng yêu chồng quý nhá. Chị bán đồ lót đi. Trời ơi, em có mua cái đéo gì cho chị đâu mà em bắt chị bán quần lót áo lót. À, cái thằng kia ghét cái miệng già luôn. Vâng, chị Oanh Trần. Đấy, nhìn thấy em phơi phới như thế này. Đấy, trông còn lon mơn mởn như thế này, trông lững lờ ra phết như thế này mà không quyết định mua cái váy 130.000 của em. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Em buồn lắm rồi ơi. Em buồn lắm. Đấy, những chị yêu nào mà không yêu em, không yêu cái váy của em này 130.000. Đấy, em nhìn thấy em thử nè, mặc đẹp quá trời này mà không chịu yêu thì em buồn nữa. Đấy, đúng không các chị yêu? Đấy, Nguyễn Tiên chốt. Vâng ạ. À, những anh chào Phương Anh, xem qua em ơi. Vâng. À, Phạm Chiến Thiện Sinh. Vâng. À, nữ hoàng xinh quá hi. Vâng, các chị ơi, cho em xin vài lời động viên đi ạ. Đấy, cả một năm rồi. Đấy, xả thân mình, gọi là cứu các chị em, gọi là vớt vát những chị em nào mà sập xạ cái đội y, đúng không? Là em đã xả thân mình để cứu vớt rồi. Đấy, cởi hết cả quần áo ra lai đồ cho các chị mua về mặc đẹp rồi. Cả một năm rồi, cho em xin mấy lời động viên đi ạ. Nhá. Đấy, Vũ Đình Lý xinh vãi lờ. Xinh vãi lờ. Lờ thì lúc nào chả xinh. Gớp, đàn ông mà nhìn thấy lờ thì lờ nào cũng xinh. Đàn ông mà nhìn thấy lờ là lờ nào cũng xinh. Đấy, cứ lờ lạ là xinh. Còn lờ quen là không xinh. Chị ơi, lấy cho em cái chị đang mặc đi, em chốt. Nguyễn Hữu Thịnh, trời ơi, em là đàn ông hay đàn bà vậy? À, là phụ nữ hả? À, em ơi, chụp màn hình inbox cho chị nhá. Vâng, em cũng xin nhớ mọi người kinh. Trời đất ơi, cái bộ, nói thật với các chị là cái màu hồng cam này nó dễ thương, dã man. Thực sự như mà các, nếu như mà thực sự nhá, em bán hàng theo cảm hứng mà, cũng như là mọi người hứng thì mới có thể hơn được, có mới thể trao lời yêu đến ai đấy. Còn đối với em cũng thế thôi. Like ngồi nói 2-3 tiếng đồng hồ mà không có cảm hứng, mà không thích thực sự thì không biết là diễn tả như thế nào cho các chị đâu. Thực sự là nó rất là mềm mại, nó rất là đẹp và quyến rũ. Em nói hay quá, vâng ạ. Xin chào chị Trà My nhá, xin chào cưng ghê. Vâng, cả một năm rồi, quay là xả thân cứu nước thì không phải,
nhưng mà là xả thân để like đồ cho các chị cả một năm ấy, lúc nào cũng lên like ngày mấy tiếng đồng hồ ấy. Các chị được mặc quần áo thì em thì không được mặc quần áo, rét căm căm cũng phải khoanh hàng ra ấy. Những chị em nào ở miền Bắc ấy biết em mấy hôm rét đấy, mấy bữa rét. Áo bà này bao nhiêu vậy bà? 130k chia sẻ live stream 130k thôi. Tú 34. Ôi hoàng hậu 34 là kẹt xỉ đó. Hoàng hậu 34 kẹt xỉ nhá. Chia sẻ live stream lên nhá. Đừng có kẹt xỉ với em. Đừng có kẹt xỉ với em làm gì nhá. Đừng có kẹt xỉ với em làm gì. Chia sẻ live stream lên giúp em cái nhá. Nhìn em như con điên ý. Thế không phải là con lứng lờn nè, lại là con điên rồi à. Mọi người hay nói rằng em là con lứng lờn mong manh. Bây giờ ở đâu ra, anh ở đâu ra, anh ở đâu ra anh lại nói em, anh lại nói em là như con điên. Trời ơi, lại thêm một bệnh nữa rồi, lại thêm một bệnh nữa rồi. Rồi à, thôi nhưng mà là con gì cũng là con nhá, con gì cũng là con hết đúng không? Năm nay nhất lại là năm nay là năm con lợn, kiểu gì năm con lợn này cũng phải là năm dành cho em. Các chị có thấy không? Năm nay là năm con nhợn, là năm của em nhá. Con điên hay con gì không biết nhưng mà năm nay là năm con lợn, em nhận là năm con lợn đã nhá. Năm nay em phải nhận em là năm con lợn, là năm của em. Chị Oanh Trần nhỉ? Xin chào mọi người. Đây chị ơi, em lên một cái màu gọi là cưng cực kỳ. Nhìn như trái sorry. Nhìn như trái sorry nha. Ôi giời ơi. Vâng ạ, à, chào chị Nguyễn Phương. Vy Chi, kệ đi, chồng em yêu là được rồi. Chào Nga Ngọc Vũ. Trời ơi. Đố em dám tụt hết ra. Trời ơi, trời ơi, mày là cái éo gì mà tao phải tụt hết ra? Ồ, ồ, mày là cái éo gì? Tao hỏi thật nhá, mày có làm tao sướng không mà mày bảo tao cởi ra? Hả, chặt, hả? Các chị hãy hỏi nó xem là nó có làm cho em sướng được không? Mày có đến đây làm cho tao sướng ngay tại chỗ không? Trên live stream này không thì tao cỏ hết ra cho. Đấy. Đừng nghe em. Có loại váy ngủ có dây to hơn không? À, Dung Bùi ơi, có nhá chị ơi. Có dây to hơn chị nhá. Mày có làm tao sướng được không? Mày bảo tao cỏ hết ra đây. Đấy. Tao mà cỏ hết ra đây thì ai là người làm tao sướng bây giờ? Khi mà tao sướng là tao cởi hết ra. Mà khi tao cởi hết ra đây tao mỗi một mình thôi. Thế thì ai làm tao sướng? Tụt mẹ cảm xúc luôn. Tụt mẹ nó hết cảm xúc luôn đúng không? Đấy. Bây giờ phải có hai người thì mới cởi ra được chứ. Một người cởi ra làm sao được hả? Hỏi gì mà kỳ ghê, kỳ ghê. Mũi giờ nhìn đẹp rồi, vâng ạ. Cởi đồ đi. Trời đất ơi, cái thằng này bệnh quá đi. Về bảo má của mày nhá. Vạch mu ra cho xem nha. Vạch má của mi ra cho mi xem mu nha. Ở đây chỉ có phao câu thôi. Ở đây chỉ có phao câu thôi, không có mu mê gì hết. Không có mu, không có mờ bu gì hết nhá. Ở đây chỉ có phao câu thôi, hiểu chưa? Chị ơi, còn mẫu nào nữa không? Còn nhiều lắm luôn, nhiều lắm luôn. Mà mu của bà ngoan hơn. Trời đất ơi, trời đất ơi, các chị yêu ơi, bị sập nguồn rồi. Xin chào mọi người. Mu mu chứ không phải là mu gì. Ở đây này chỉ có phao câu thôi nhá. Phao câu không có mu. Ở đây không bán mu, ở đây chỉ bán phao câu thôi.
ở đây chỉ có từ phao câu thôi mà phao câu không bán nhá. Phao câu để ngắm, để xem, để chiêm ngưỡng. Đấy. Mua phao câu là để chiêm ngưỡng, để ngắm, và là hàng trưng bày và cấm sờ vào hiện vật nhá. Sờ vào hiện vật điện nó giật chết nhá. Đấy các chị nhá. À, cái áo này, cái váy này là 180k. Chia sẻ livestream này. Chia sẻ livestream này. Còn 130k. Những chị yêu nào từ 55kg trở lên đến từ 50 đến 70kg bao đẹp. 50 đến 70kg bao đẹp nhá. 55 cân trở lên mặc mới đẹp được. Hàng co giãn 4 chiều nhá. Hàng co giãn 4 chiều luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Hàng co giãn 4 chiều luôn. Các chị ơi, nhìn thấy có yêu không ạ? Các chị yêu ơi, có nhìn thấy có yêu không ạ? Yêu chưa? Yêu chưa nào? Dây to hơn, bây giờ em sẽ like cái dây to hơn nữa chị yêu nhá. Trời ơi, ngọt như trái cherry này. Ngọt như trái cherry. Và ren của nó rất là xịn luôn nhá. Đấy, hai lớp ren rất là xịn luôn, xịn sò luôn nhá. 130k một váy dành cho những chị nào chia sẻ một lần trên trang cá nhân và ba lần hội nhóm. Bây giờ em xin qua mẫu nhá. Đấy, các chị nhìn thấy xinh chưa ạ? Chị yêu ơi, bây giờ em sẽ lên một cái mẫu nữa, gọi là bản to hơn chút xíu nhá. À, chị nào vừa hỏi em bản to mà em chưa hỏi, em quên mất Facebook rồi. Chị còn ở đây không ạ? Chị vừa hỏi em bản to, chị còn ở đây không ạ? Em mặc một chiếc váy bản to hơn nhá. Dây bản to hơn cho các chị xem nhá. Và bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này cũng rất là yêu luôn nhá các chị yêu ơi. Mẫu này không yêu là không được đâu nha. Mẫu này là chỉ từ 52kg trở xuống mặc đẹp thôi ạ. 52kg trở xuống mặc đẹp thôi tình yêu nhá. Màu này là màu phấn hồng ạ. Màu này là màu trắng hồng ạ. Đấy. Màu này là màu trắng hồng nhá. Mặc vào chồng yêu chồng quý luôn. Nhìn thấy em như thế này rồi. Nhìn em như ngon như trái cherry này mà các chị không ngay lập tức inbox mua hàng thì em rất là buồn. Buồn lắm. Là con em buồn dã man con ngan luôn nhá. Những chị yêu nào nhanh tay inbox. Váy em đang mặc là 130k. Áp dụng cho những chị nào chia sẻ công khai trên trang cá nhân một lần. Và nhớ là ba lần hội nhóm nha. Ba lần hội nhóm cùng em nha. Trời ơi, thích mua hàng rẻ mà còn tiếc em mấy cái share livestream nào em buồn. Em thất vọng với các chị lắm nhá. Đầu năm là em có quà lì xì cho các chị yêu rồi nhá. Ngay lập tức trên livestream này chỉ còn giá 130k. Các chị yêu ơi, hãy nhiệt tình cùng em nào nhá. Và em đang mặc là 130k. Đấy, các chị nhìn thấy chưa? Trời ơi, nhìn ngọt như trái cherry này mà các chị vẫn còn bảo thủ không chịu. Không chịu mua váy ngủ. Có phải là đâu là 1,3 triệu đâu mà các chị phải đắn đo suy nghĩ. Đấy, một ngày á, mình 130.000 ấy, các chị có thể nhắm mắt mua vài ba chiếc thay đổi không khí gia đình nhá. Đấy, mặc rất là mát luôn. Mặc rất là mát luôn các chị yêu ạ. Và rất là tiện lợi cho một số thứ nhá. Trời ơi, ăn bao nhiêu cũng hết. Chỉ có 130k và em bảo đảm hàng này chuẩn xịn như các chị yêu nhá. Không xước, không ráo, không bay xù. Ok chưa, co giãn 4 chiều. Tay vào người mình mặc vào sờ nó mát lạnh. Mát lạnh luôn tình yêu ạ. Nhá.
mát lạnh luôn, bao đẹp cho các chị yêu luôn. Đấy, ngay sau đây em qua một cái mẫu khác nữa nhé các chị. Mẫu em đang mặc là có rất là nhiều màu luôn. Hiện tại còn màu tím và màu hồng nữa nhá, còn màu tím màu hồng nữa. Ngọt như trái sari. Những chị yêu nào mà ức nhỏ nhỏ xinh xinh nhé, 45 cân này, mặc cái váy này cực kỳ xinh nhá. Những chị nào ức nhỏ mà vai, khung vai nhỏ thì mặc cái này rất là đẹp luôn, vựa lửa kín hò, rất là xinh, đáng yêu nhá. Bây giờ em qua một cái mẫu này nữa. Trời ơi, một cái mẫu này cũng yêu dã man. Chị nào chuẩn bị động phòng hoa trúc không ạ? Đấy, các tình yêu nào chuẩn bị động phòng hoa trúc để em còn biết đường nào. Các tình yêu nào chuẩn bị động phòng hoa trúc chưa? À, chuẩn bị tư thế động phòng hoa trúc chưa nào? Một trái tim ạ, một trái tim rất là to đùng luôn. Đấy, một trái tim to đùng luôn. Rất là baby luôn nào. Đấy, hay là các chị muốn tìm lại cái cảm giác mà các chị lần đầu tiên á. Đấy, lần đầu tiên gặp tình yêu to đùng của các chị á, thì hãy mặc ngay cái em váy này vào nhá. Lấy lại cảm giác ngay ban đầu nhá. Trời ơi, một tình yêu to đùng luôn. Một tình yêu tên là trái tim to đùng luôn. Rất là đẹp, phù hợp với những chị nào mà ngực nhỏ. Ngực nhỏ mình có thể mặc cái váy này và che khuyết điểm luôn ngực nhỏ. Và rất là yêu, thích hợp cho những chị nào từ 52kg trở xuống nhá. 52kg trở xuống bao đẹp. Mẫu này là mẫu đẩy ngực luôn ạ. Đấy, rất là đẹp. Các chị nhìn soi kỹ cái bông hoa dùm em gái. Trời ơi, các chị mà đi mua cái bông hoa này 50.000 chắc không mua nổi luôn. Cả cái váy này mới có 130 thôi ạ. Đấy, cưng ghê, chào chị. Chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có bao nhiêu ạ? Các chị yêu ơi, chỉ có bao nhiêu ạ? 130k thôi. Nhanh tay chụp màn hình inbox nào. Em còn màu hồng đậm hơn nhá. Cái mẫu này em có hai màu luôn. Mẫu này em có hai màu hoàng quảng châu nhá các tình yêu ơi. Mẫu này em có hai màu hoàng quảng châu luôn, chứ không phải hàng xưởng vớ vẩn đâu ạ. Bao chất bao hình cho các chị yêu luôn. Hai màu luôn nhá. Chụp màn hình inbox. Trời ơi, nhìn đã thấy yêu rồi cơ. Nhìn đã muốn bế lên giường rồi các chị ạ. Nhìn đã phải muốn bế ngay lên giường rồi. Còn những chị yêu nào mà còn cố tình bảo thủ nhá, đêm nay em thức tỉnh cho từng chị một nhá. Em đánh đòn vào não của các chị là mỗi người một trận đòn nhá, cho các chị tỉnh ra mới được. Trời đất ơi, nhìn thế này vẫn còn cố tình không inbox cho em là em đánh đòn đấy nhá. Đấy, nhìn ngọt như trái sari này mà có phải đắt đỏ gì đâu. 130.000, nhắm mắt mua 3 chiếc mặc lần nhá. Trời ơi, quá đẹp, quá mát đi. 130k chia sẻ livestream công khai trên trang cá nhân một lần và 3 lần hội nhóm của em, chốt 130k. Lễ lộc đầu năm đấy các chị ạ. Đầu năm nhá, đầu năm là em sale tri ân các chị, tặng các chị nữa nhá. Tặng cho các chị lì xì cho mỗi chị là 50k một chiếc váy này luôn nhá. Giá trị của váy này là 180k, chứ đâu có cái giá như này đâu nhá. 180k một váy đấy. Các chị share livestream sẽ được chốt với giá 130k. Nào, những chị yêu là còn cố tình mà không share livestream cho em nhá, là đừng trách em đấy nhá. Là em buồn lắm, buồn dã man con ngan luôn. Đấy, buồn nữa là ngày mai nhá. Buồn ấy là ngày mai em không like cho các chị xem nữa đâu nhá. Đấy, không yêu các chị nữa đâu, em buồn lắm. Em giàu cái lỗi lòng của em lắm. Đấy, tối nào người ta cũng đi chơi, trong khi đó cứ 8 giờ tối là em phải lên đây ấy cho các chị nhìn ngắm. Trời đất ơi, còn tiếc em vài một xe làm gì nhá. Xe livestream lên nào tình yêu. Đấy, quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá chất nào. Trời ơi, đợi mãi cái thằng nào không vào nó chửi mình câu đi. Buồn ghê.
mà không mê, không yêu em là em buồn lắm nha. Đấy, xin chào mọi người nhá. Cảm ơn mọi người và đã vào xem livestream nha. Hãy xem livestream lên dùm em nhá. Facebook bây giờ ấy là chỉ cần nhiều người xem và nhiều người share thôi nhá các tình yêu. Em không cần các chị mua hàng cũng được, các chị cứ share livestream lên dùm em cái nhá. Đầu năm mùng tuổi em vài cái lút xe đi nhá. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu tiếp theo nhá tình yêu. Qua một cái mẫu tiếp theo nhá các chị yêu. Màu hồng cam tiếp tục, màu hồng cam. Màu hồng cam tiếp tục, màu hồng cam. Trời ơi các chị yêu ơi, em ghét các chị rồi. Các chị rớt view của em rồi kìa. Các tình yêu ơi, còn đi đâu? Váy này cũng lại bao nhiêu ạ? Màu rất là đẹp, rất là yêu này. Em cho mọi người xem rõ này. Màu này cũng có giá là 130k thôi ạ. Đấy, 130k đó các chị yêu nào nhá. Chia sẻ livestream chất rất là đẹp, co giãn 4 chiều luôn. Mặc cái này chị nào 70 cân bao vừa luôn. Đấy, cái này 70 cân bao vừa luôn nhá các chị yêu. Em thì có 50kg thôi nhá, 50kg mà em mặc bị rộng một chút nhá. 52kg trở lên mặc sẽ đẹp hơn. Đấy, và em bao vừa mấy cái chất này luôn nha các chị yêu. Rất là xinh, xinh lung linh như là con tinh tinh luôn này. Đấy, rất là đẹp đúng không? Cái chất len này là hai lớp luôn nhá. Đấy, nhìn thấy quyến rũ như thế này, nhìn thấy xịn sò như thế này, nhìn thấy làm sao rẻ như thế này mà không dám nhấn nút inbox cho em và không chụp màn hình inbox cho em mà em đánh đòn đó nha. Em đánh đòn đấy nhá, đừng có đùa với em, không là em bỏ lớp hết từng người một nhá. Đấy, siêu đẹp và siêu xinh nhá. Những chị nào đang xem thì hãy comment lên để em tư vấn nhá. Trời ơi, cứ im im này là em ghét lắm nha. Nhiều người xem mà cứ im im này là em ghét lắm đó nha. Đừng có đùa với em nhá. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu mới nhá. Trời ơi, cái mẫu này thì làm sao mà bỏ qua được đây. Trời ơi, cái mẫu này cũng yêu lắm này. Một mẫu này nữa thôi nhá là em qua áo lót nhá. Em không like váy ngủ nữa. Những chị nào muốn mua váy ngủ thì chụp màn hình inbox nhá. Mặc mát sướng quá, mặc mát quá trời luôn. Màu này cũng rất là đẹp này, trắng này. Thực sự rất là trắng luôn nhá các chị yêu. Mặc cái váy này vào rất là trắng luôn, cảm giác như đang được yêu luôn. Trông như là trái thăng long nhá. Trông màu như trái thăng long. Trời ơi, mát quá đê, mát đùi quá đê mấy chị yêu ơi. Đấy, mát đùi quá đê. Mát đùi quá đê. Vui ghê, vui ghê. Đấy, màu sắc nhá, màu sắc làm cho cái người phụ nữ mình da mình hồng hào và tươi trẻ hơn các chị ạ. Đấy, kiểu dáng và màu sắc ấy. Nói thật với các chị là mặc cái váy ngủ vào ấy, màu sắc nó tươi sáng ấy, nó làm cho cái cả cái khuôn phòng đó ấy, cái căn phòng ngủ đó nó bừng sáng lên các chị ạ. Ấy, thay đổi không khí hoàn toàn, thay đổi gọi là cái gì nhở, phong thủy đấy các chị, thay đổi luôn cả phong thủy luôn nhá. Những chị yêu nào mà cảm thấy mà chưa mạnh dạn, chưa tự tin, chưa kịp làm mới mình thì trên cái livestream này rẻ và đẹp này nhá, livestream nhu hoàng đồ lót rẻ và đẹp này thì các chị hãy tự tin lên nhá. Siêu đẹp và siêu xinh, siêu đáng yêu luôn. Đấy, người ta tối nào cũng đi chơi, còn em tối nào em cũng phải phục vụ các chị đấy. Các chị xem quá đẹp chưa. Trời ơi, xinh yêu quá nhỉ. Bây giờ em sẽ qua một cái mẫu nữa nhá các tình yêu. Bây giờ em sẽ qua một cái quần độn hông và độn mông nhá.
qua quần độn hông và độn mông nha. Đây là quần độn hông độn mông bên em nhá các chị yêu. Đây là quần độn hông và độn mông ạ. Đây là quần độn hai bên hông và bên mông này cho các chị yêu. Những chị yêu nào đậm mặc đầm váy body nhá. Những chị yêu nào mặc đầm váy body là không thể thiếu cái em này đâu nhá. Em bao đẹp cho mấy chị luôn nhá. Nó độn hai bên hông này. Độn hai bên hông này rất là đẹp này. Và độn cả phần mông này nữa nhá. Bao đẹp cho mấy chị yêu luôn. Đấy, làm cho mông mình căng và đẹp lên, tinh lên rất là nhiều luôn. Độn và độn cả độn hông và độn mông nhá các chị yêu. Những chị nào đang xem livestream hãy comment lên nào. Trời đất ơi, không biết là cái... Trời đất ơi, không biết là mọi người đâu hết rồi. À, những chị yêu nào đang xem thì hãy comment lên nhá. Cái quần em đang mặc này có màu da và màu đen. Và nó thích hợp cho những chị nào mà hai bên hông này bị nhỏ như em ạ. Hai bên hông này bị nhỏ nhá. Cái phần hông này của mình lép ấy. Thì các chị yêu sẽ mặc cái quần độn hông này để cho làm cho hai cái bên hông của mình to ra, đầy đặn hơn. Và khoe cái bên hông của áo dài này rất là đẹp. Những chị yêu nào mặc váy body ấy. Đấy, mặc váy body và những cái quần độn hông á. Độn hông này nó làm cho cái tà áo dài của mình sẽ đẹp hơn. Khoe hai bên hông này mặc áo dài sẽ rất là đẹp nhá. Đầm váy body thì quá là tuyệt vời rồi nhá. Không thể thiếu em này. Những chị nào đang bị hụt cái phần hông này, cái phần hông này của mình lõm nhá, không được đầy đặn, thì bí quyết là một cái quần độn hông độn mông này. Quần này có giá là 190k. Những chị yêu nào share chị livestream thì sẽ còn giá với giá là 150k. Và em chốt từ hai quần trở lên nhá. Có màu da và màu đen ạ. À. Còn có cả màu đen nữa nhá các chị yêu ơi. Để em làm cái quần màu đen nữa chị xem nhá. Có màu da và màu đen ạ. À. Những chị nào chốt hàng thì chụp màn hình YouTube cho em nhá. Chụp màn hình YouTube cho em nhá. Mẫu đây là mẫu màu đen nhá chị yêu. Em sẽ luồn cái mẫu màu đen vào cho các chị yêu luôn nhá. Có màu da và màu đen và giá của quần là 190k một quần. Khi chốt từ hai quần và share livestream, chụp ảnh màn hình inbox cho em thì có giá là 150k. Chốt từ hai quần trở lên nhá. Xin chào mọi người không comment lên bị ẩn hết comment rồi. Các chị không comment lên em bị ẩn hết comment rồi, em chả thấy ai cả. Em bắt mọi người vào lại bây giờ đấy nhá. À, hãy theo dõi cái fanpage Lu Hoàng Đồ Lót của em nhá các chị. Hãy theo dõi cái fanpage Lu Hoàng Đồ Lót của em. Và các chị nhấn nút fanpage vào và theo dõi trong fanpage của em nhá. Để tránh tình trạng mà em bị khóa like ấy. Mấy hôm trước là em bị khóa like, em không có like được. Đấy. Sau khi vừa đêm hôm qua là bắt đầu em được mở like. Từ đêm qua em bắt đầu em mở like nhá. Từ đêm qua em được mở like. Nên là bây giờ các chị hãy theo dõi vào trang fanpage Lu Hoàng Đồ Lót để em có thể dùng nhiều link đăng nhập vào đó và để em hoạt động cái trang đó. Và cũng là các chị mua hàng ấy, inbox cái là em nhận được ngay. Em không phải dép tin nhắn chờ nữa nhá. Có hai màu luôn nhá các chị yêu. Có hai màu da màu đen. Những chị yêu nào mà bị mông nếp và hông nếp thì em khuyên thật các chị là lên phải có cái sản phẩm này ngay lập tức. Nó làm cho hông và mông mình rất là đẹp luôn. Quá trời mông và hông luôn. Quá đẹp nhá các chị yêu. Chất vải thì rất là đanh mịn luôn. Chất vải rất là đanh mịn luôn và bao chất bao hình như mấy chị yêu luôn nhá. Đấy, chất thì quá là đẹp luôn. À, đều là hai lớp hết, thông thoáng và thấm hút mồ hôi. À, có màu da màu đen nhá chị yêu.
300k một đôi quần này nhá. 300k một đôi. Bây giờ em sẽ khoa áo ngực nhá các chị yêu. Đây là phụ kiện không thể thiếu cho các chị đâu. Phụ kiện không thể thiếu cho các chị nhá. Những chị nào không comment như là em bỏ lớp hết bây giờ nhá.
làm gì với em thế? Em không thấy comment của một ai. Em buồn lắm, em buồn lắm. Mọi người ơi, share livestream lên nhá. Không share livestream lên là em cúp đấy. Em cúp đấy nhá. Trời ơi, không thấy comment của một ai ấy. Xin chào mọi người. Trời ơi, em vừa bị ẩn comment không thấy một ai hết luôn. Bây giờ mới thấy mọi người luôn. Hi baby, xin chào các chị ạ. Xin chào các tình yêu, chào Thảo Nguyễn nhá. Vâng ạ, xin chào mọi người. Hi baby. Những chị yêu nào mua hàng chụp màn hình inbox nhá. Messenger video. Xin chào mọi người nha. Xin chào các chị yêu, những chị yêu nào. Chị yêu ơi, mua hàng inbox cho em nhá. Nó bị ẩn comment đấy. Em đăng lên nhà cho mọi người luôn. Các chị ơi, chấm livestream và chia sẻ lên ạ. Em mở bài Hồng Kông nhá. Em mở Hồng Kông 1 đã. Để tránh bị ẩn comment nhé. Tương tác cao, vừa lấy mất tương tác là em không có nhìn thấy comment của một ai hết. Các chị ơi, chia sẻ lên để các chị chia sẻ livestream để tránh bị tình trạng ẩn comment, và các chị .. liên tục bài cho em nhá. Để tương tác cao nhá thì em mới nhìn thấy comment của các chị được nhá. Bắt đầu lại dừng comment rồi nhá. Xin chào các chị. Các chị ơi, hãy chia sẻ livestream lên .. comment nhá. Áo này quá là đẹp luôn nhá các chị yêu.
chị ơi, ai có mượn lên giúp em nào. Các chị ơi, share livestream lên để tránh tình trạng ẩn con mượn ạ. Hãy chia sẻ đi để em thấy các chị nào. Và hãy chấm 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 bài cho em đi nhá. Em không thấy con mượn của các chị luôn. Thank you.
không thấy con mình luôn. Hơn 500 người xem mà không thấy con mình của một ai luôn. Chia sẻ
cả live stream còn 170k. Những chị nào mua hàng chụp màn hình inbox cho em. Chụp màn hình chia sẻ có màu đen nhá. Áo em đang mặc là có màu đen. Có màu đen và màu tím. Có màu đen và màu tím luôn nhá chị yêu. Rất là đẹp luôn, có màu đen và màu tím. Áo này là 190k, chia sẻ livestream còn 170k. Các chị yêu nhá, chụp màn hình inbox. Em bây giờ hiện tại là không thấy comment của một ai đâu. Các chị chủ động mua hàng thì chụp màn hình inbox cho em nhá. Không thấy bất cứ một comment của một ai luôn. Mặc dù là đang 500 người xem nhưng không hề thấy một comment của một ai luôn nhá. Bây giờ Facebook nó bị ẩn comment rồi, các chị vào fanpage đi. Các chị vào fanpage Nu Cách Hoàng Đồ Lót nhá. Nu Hoàng nhưng mà thêm chữ Đồ Lót vào. Có ảnh đại diện như của em đây nhá, như ở trang Facebook này. Các chị vào trang đó xem thì comment lên em mới biết được nhá. Còn ở Facebook này, Facebook cá nhân này không thấy một ai comment luôn. Chỉ thấy đông người xem thôi. Các chị qua fanpage Nu Hoàng Đồ Lót mà xem đi ạ. Trang fanpage thì nó không bị ảnh hưởng của ẩn comment đâu. Fanpage nó không bị ẩn comment nhá. Fanpage em có ghim link ở trên hay sao ấy, em có gắn thẻ đấy. À cái lần này em phát thì không có gắn thẻ rồi. Mà ở trong trang cá nhân của em này cũng thấy em chia sẻ mấy cái bài của trang của em ấy. Trang fanpage Nu Hoàng Đồ Lót đấy, các chị kích vào đấy và vào đấy xem nhá. Không bị ẩn comment. Và các chị inbox ấy thì là bên em là không phải dép tin nhắn chờ nữa. Nhắn cái là em nhận được luôn, em trả lời các chị luôn, chốt hàng rất là nhanh nhá. Inbox để lại số điện thoại cho em nhá các tình yêu. Mút nâng từ 3-4cm là nâng vừa nhá chị yêu ơi. Pull up nâng đẩy 3cm nhá. Pull up never 3 luôn. Pull up never 3 nhá. Ở đây nhá. Chụp màn hình inbox và bây giờ em sẽ gửi link cho các chị nhá. Em xin gửi link fanpage của các của em, các chị theo dõi vào đó nhá. Em mệt quá. Các chị ơi kích vào link đi ạ. Em xin kết thúc livestream chứ không thấy một ai nào không like được đâu. Ẩn hoàn toàn comment, không thấy comment của một ai. Các chị ơi hãy theo dõi fanpage Nu Hoàng Đồ Lót nhá. Bây giờ em sẽ đăng cái link đó lên nhá chị yêu nhá. Tạm biệt các chị luôn.